từ một làng chài nghèo thì sau này được rất nhiều người trúng biển và trở nên giàu có, một phần nhờ ông tà phù hộ. Và lần đầu tiên mình chứng kiến một ngôi miếu ông tà với hình dáng cực kỳ độc đáo. Ông tà này cực kỳ linh thiêng khi mà ai thực sự thành tâm. Và để hiểu rõ hơn thì mời mọi người theo chân mình để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện miếu ông tà phù hộ cho bà con dân làng ở đây như thế nào. Cô Hai ơi, con nghe nói cái ngôi miếu ông tà đó là linh thiêng lắm, là linh thiêng như thế nào? Cô Hai đó giờ có đi lên đó chưa? Cũng mà cũng ổng cũng đợi cho dân chúng ở đó, người ta cũng làm ăn được con. Dạ. Đặt cái vụ người ta muốn cái gì là được cái đó. Và có một cái điều nữa, con nghe nói là ngôi miếu này á, nó có một cái hình thù của ông tà, không giống như những viên đá bình thường mà giống như một con vật. Phải rồi, đúng rồi đó con. Vậy là đúng ngôi miếu mình tìm rồi đó. Cô Hai có thể chia sẻ cái hình thù của con vật cái đó. Cái ông này cái mặt ổng là cũng thấy sợ lắm. Thấy sợ, người ta lại là nó thấy sợ lắm, cái mặt ổng là dữ lắm. Nó không có được đẹp như cái người ông tà khác. Ông tà đó khoảng bao lớn cô Hai? Cũng hơi bự bự à. Bự bự. Dạ. Cái hình thù ổng bự bự. Chứ không phải như người ta thờ mà người ta nói ông tà rồi để là cái chiên hương không đâu. Ổng có cái hình ổng á. Có cái hình ổng. Dạ. Và sự linh thiêng của ổng như thế nào cô Hai đó thì có nghe bà con cô bác biết cô hay bác, là cô Hai từng chứng kiến không cô Hai? Cô Hai qua bên đó là cô Hai biết là cũng như là người ta nói muốn mần ăn gì, cầu được gì, người mình làm ăn gì, chuyện gì đó con. Ý con muốn cái gì là được cái đó, ổng là ổng cho. Nhưng mà cho rồi là con phải là hoàn thành, rồi con phải là trả lễ đàng hoàng nha. Dạ. Nếu mà không trả lễ đàng hoàng là không được. Riêng bản thân cô Hai á thì trước giờ có cầu cái gì chưa và đã trả lễ cái gì chưa? Không, cô có cầu cô mần ăn được, cô trả lễ. Dạ. Cô mần ăn được, cô trả lễ. Và cô trả lễ bằng cách nào ạ? Cô trả lễ bằng chuối rượu nha. Chuối rượu nha, ông tà là ông chỉ ăn chuối với rượu thôi. Nha, con cũng nghe nói là thích cá lóc lắm rồi cô Hai, phải không cô Hai? Cá lóc đó là tới ngày là lễ ổng. Dạ. Tới ngày lễ của ổng là người ta mới cúng con. Và cô Hai có từng chứng kiến cũng như là gặp bà con cô bác mà cầu xin cái gì hay làm cái điều gì mà linh thiêng hiệu quả nhất không cô Hai? Có, cô chứng kiến rồi, cô mới biết chứ. Tại sao cô Hai? Cũng như mình muốn, con muốn mặn cái gì là được cái đó chứ. Bây giờ cầu con cầu gì, muốn bằng ăn gì, con muốn ước cái gì là phải nói với ổng. Mà bữa nay con muốn cầu ông là con muốn bằng công chuyện gì vậy đó thì con phải nói với ổng chứ, trình diện ổng mới biết chứ đó. Chứ ông con nói sao mà ổng biết con muốn tính làm gì. Con buổi có mặt tại ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thì bà con cô bác có chỉ hai anh em mình về một cái ngôi miếu ông tà rất là linh thiêng và hình dáng rất là kỳ bí và ngộ giống hình người ta. Thì trước mặt quý bà con cô bác nè, thì mình mới vừa tới nơi, nãy hai anh em mình cũng có hỏi bà cô bán vé số hả Phong? Dạ. Hỏi bà cô bán vé số thì nói rất là linh thiêng những cái điều mà cô đó chia sẻ. Thì hai anh em mình tới đây và có thắp mới vừa thắp hương xong thì vào bên trong này để quay toàn diện về ông tà trong đây cho bà con cô bác xem hình dáng như một cái đầu người luôn đó Phong. Trước giờ thì anh Cao Hớn cũng đã đi rất là nhiều ngôi miếu ông tà và chứng kiến rất là nhiều ông tà. Nhưng mà với cái ông tà lần này thì cảm xúc của anh như thế nào? Thì thấy rất là đặc biệt và lạ. Thứ nhất là lên một cái hòn đá như thế này mà có hình dáng như tai, mắt, mũi và vẽ ra rất là giống như một cái con người. Đó là một cái điều lạ và đặc biệt đối với anh. Anh đi nhiều ông tà rồi thì chỉ gồm có những cái hòn đá hoặc là có ông tà bà tà cái hình tượng ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nhưng mà ở đây thì có một cái hòn đá nằm ở dưới cái nền đi lên thì có một cái phần đầu có tai mắt mũi đầy đủ luôn. Thực sự lúc đầu khi mà em đi ngang qua, cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là sự sợ hãi. Tại vì khuôn mặt của ông tà này nó hơi dữ, nhân tướng nó hơi dữ dằn hơn. Đúng rồi. Và một cái điều sợ hãi thứ hai nữa đó là ông tà nằm ở phía trên những cái gạch men như thế này. Và cảm giác giống như là đang được đặt trên một cái phần mộ của một người mất vậy. Cho nên là khi mà đi ngang qua rất là sợ. Chắc có lẽ những cái con nít ở trong làng này cũng khá là sợ khi mà nhìn và chứng kiến cái ông tà hình dạng như thế này, đúng không? Cần để ý không? Có bị nứt những cái phần này nè. Cái này đấy mình coi Nam Mô Di Đà Phật cho phép mấy con gà ông cái nha. Đây, bị nứt nè. Cái này như xi măng cưng ơi. Xi măng. Xi măng. Ủa sao kỳ vậy ta? Nó ra. Tại vì thường thường ông tà tức là bằng đá. Cũng nói rõ cho bà con được hiểu là ông tà là một cái tục thờ của người Khmer.
đã vài trăm năm rồi, chứ không phải là hiện tượng mê tín gì đâu mà đi thỉnh những cái viên đá về thờ đâu. Nó là một cái tín ngưỡng của người Khmer, và sau đó thì người Việt mình có thờ có thiên có kiêng có lành, thì mình du nhập văn hóa đó của người Khmer, cho nên mình cũng thờ theo ông ta luôn. Đúng rồi. Mà đặc biệt á, thường thường là anh đi nhiều ngôi miếu ông ta, chỉ anh phát hiện được một vài ngôi miếu là to lớn như cái ngôi miếu này thôi, còn đa số là ngôi miếu giữa ruộng cũng như là ở trên núi non. Thì một cái ngôi miếu bề ngang khoảng 1 mét nhỏ và có một hòn đá là ông ta, thì ít có những cái ngôi miếu nào mà hơi to hay lớn như thế này. Nhưng mà bình thường á, đối với ông ta thì là cục đá, nhưng sao ở đây lại là xi măng ta? Vì sao anh? Bây giờ mình sẽ đi kiếm người dân gần để mình hỏi coi. Ừ, thôi hồi nãy thì cô Hai bán vé số có chia sẻ anh em mình thì rất là linh thiêng ông ta này, thì bây giờ mình sẽ kiếm người dân tiếp theo để cũng như là tìm hiểu vì sao có ông tà này và ông tà này bằng gì ha. Dạ, cho bà con cô bác nghe luôn cho rõ luôn. Anh, nhà anh đây luôn hả vậy? Dạ, cái ngôi miếu ông tà bên bển là phải ông tà không ạ? Dạ đúng rồi, ông tà đỏ. Ông tà đỏ à. Bây giờ anh có thể theo chân tụi em qua bên đó coi thử được không ạ? À, rồi cảm ơn anh. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Em 27 rồi. Vậy kêu bằng em. Bằng tuổi em á. Rồi, bằng tuổi với em Phong. Dạ. 27 tuổi hả? Dạ dạ. Mình có thể xích vô trong đó ha em. Được được được. Em tên gì? Em tên Trường. Rồi, em Trường. Bạn Trường ơi, cho mình hỏi thăm là mình với anh Hớn á, vừa mới tìm hiểu thì thấy là ngôi miếu này được làm bằng bê tông. Dạ. Thường thường thì đối với miếu thì ông tà là những cái viên đá tự nhiên. Tại sao miếu này lại là làm bằng bê tông ta? Thì cái này ngày xưa là cái gò mối đất mọc lên có tượng như cái đầu vậy đó. Dân làng thấy vậy người ta lại giá gian làm ăn được. Sau này mấy người ta tu sửa lại lắp xi măng này. À, vậy lúc đầu là một cái gò mối. Đúng rồi, đúng rồi. Sau gò mối mà lại gọi là ông tà kìa em. Cái đó thì em không gần, cái mấy người xưa người ta gần. Mình là tiến lại gần đây để mình quan sát thử đi. Có nghĩa là lúc đầu á là một cái ụ mối. Dạ đúng rồi. Đùng lên. Và như vậy thì sau này mới xây xi măng lại hình khuôn mặt như thế này. Dạ dạ. Bạn có biết rằng là tại sao lại mọi người lại tạo đắp cái xi măng lên trên ụ mối cái khuôn mặt một cái người nhân tướng như vậy không? Cái đó thì em cũng không gần. Nhưng mà ở đây thì chắc lẽ mình ở đây lâu rồi, mình có chứng kiến những cái điều gì linh thiêng liên quan đến miếu ông ta này không ạ? Cũng có, nhiều người ta lại gian giái, lại cúng trả lễ rồi. Vậy có nghĩa là rất là nhiều người đến rồi. Đúng rồi, tại vì cô Hai hãy chia sẻ cũng thế đó. Mà nghe nói là có một cái ngày đám dỗ ông ta này đúng không? Đúng đúng rồi. Ngày 15 tháng Giêng là ngày lễ của ông. 15 tháng Giêng, vậy là qua rồi. Qua rồi. Qua. Ủa, ông ta có ngày đám dỗ nữa ta? Ngày lễ cũng như ngày lễ ngày thành lập à, cô Hai nãy nói ngày dỗ. Vậy là cho mấy anh hỏi thêm nha. Dạ. Là ngày xưa là cái ổ mối mà bà con cô bác mà linh thiêng quá, người ta đắp lên một cái hình tượng ông như thế này. Dạ. Là do cái ổ mối đó giống hình tượng một cái đầu ông tà này, hay là cái ổ mối đó khác, người ta cà bào người ta đắp xi măng như thế này cưng? Do hình tượng giống cái đầu như này. Hình tượng là giống cái đầu luôn. Dạ, đúng rồi. À, và đắp lên xi măng này là khoảng bao nhiêu năm rồi em? Theo em biết cũng lâu ạ, lúc em còn nhỏ nhỏ. À, nhỏ nhỏ, vậy là cũng có thể mười mấy, hai chục năm. Mấy, 20 năm, ngày xưa lắm. Ủa, đắp hồi xưa giờ luôn? Dạ. Có nghĩa là chắc có thể là trùng tu sơn phết lại thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Gọi là ông ta đỏ tại vì sơn màu đỏ. Mấy em thấy là cái chỗ này nó bị nứt là chắc do ổ mối bên trong hay gì sao em? Dạ, dạ. Chắc có ổ mối nó bự ra. Nó bự ra? Nó làm nứt cái hồ. Làm nứt cái phần đầu của ông ra. Thường thì ông tà cũng hay gắn liền với những cái câu chuyện của người dân ở xóm làng. Thì em ở đây là người dân kế bên ngôi miếu ông tà này, thì em có những cái điều gì mà em biết cũng như là người lớn tuổi kể lại cho em nghe đó, thì em có thể truyền lại cho mấy anh cũng như bà con của bác biết được không? Linh thiêng của ông á. Thì tới ngày lễ của ông là ông về xác. Ồ. Mấy ông cụ xưa về xác. Dạ. Là lên xác ông á, về báo cho dân làng hôm nay làm ăn sao sao vậy đó. À, giải sát cái gì như thế nào thế nào. Vậy là mấy ông giải sát thường hay là nói chuyện bằng tiếng Khmer phải không? Đúng đúng rồi.
Như là vừa rồi á, ngày 15 tháng Giêng vừa rồi thì ông tà về xác ai và đã báo những cái điều gì cho dân làng ở đây à? Về xác bà dì Hai Đẳng. Dạ. Bà nhắn nhủ điều gì cho dân làng? Bà cũng mới làm ăn tới ngày đó cúng gì gì đó. Năm sau gì đó. Cho ông năm sau. Như vậy thì vừa rồi thì ông mong muốn là năm sau mọi người sẽ cúng món gì cho ông à? Cái đó thì em gặp. Mà thường thường ông tà thì chỉ thích nhất là cá lóc, chuối, gà vịt rồi đó. Gà vịt. Đó. Ngoài cái đó thôi. Còn... Ngay tại xã mình á thì là một cái xã mà gần biển. Đúng thì như vậy thì đối với những người ngư dân á thì trên những cái chuyến đi đánh bắt cá, yeah, họ rất là mong muốn là bình an. Đúng thì rồi. Những người làng biển này hay tìm đến đây để cầu sự bình an. Đúng rồi mà. Đúng rồi. Có nhiều không ạ? Có. Tới ngày dỗ ổng là đóng cái thuyền bự lắm. À. Đóng thuyền. Xong mấy dân ngư phủ, dân nghe biển tập trung lại đây. Giấy giang năm sau làm ăn được đó. Rồi năm sau lại trả lại nữa. Cô Hai có nói là mà những cái người dân mà đi biển là người ta hay đến đây cái ngày đám giỗ và những cái ngày thường cũng có rất là đông để cầu nguyện ông tà này. Dạ đúng rồi. Vậy đó em. Và như vậy thì ở trong xóm mình cai đã từng trúng biển liên tục thì mình có thành tâm cầu bái ông tà không? Cũng có nhiều lắm. Cai nhà lầu xe hơi không? Đi biển á? Có luôn. Cái đó là đương nhiên rồi. Biển rất là giàu. Thì như vậy là ở đây giờ lên ghe lớn không à? Ngày xưa thì làm ghe nhỏ nhỏ, sau này lên ghe lớn. Là từ lúc mà bà con ở đây trùng tu miếu ông ta, anh ước chừng là khoảng bao nhiêu người giàu có từ làng biển, từ xứ biển ở đây? Cái đó không gần nữa, nhiều lắm. Nhiều lắm. Khó cưng ơi, sao mà anh biết được. Dân tứ xứ lại đây cũng giá gian nhiều lắm. Rồi bà cô Hai nói thì mấy người mà mê tín và chơi cờ bạc, tôi thấy tay xin số rất là nhiều quá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thiệt ra em quan điểm em như này nè, cái sự linh thiêng á nó thể hiện cái sự lòng thành tâm của mình và cái ước nguyện của mình có thực sự có hợp lý không, chứ cái việc mà làm biến mà cứ cầu số là không bao giờ trúng. Em có thể hứa em trường nghĩ vậy đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như mình cầu cho cái chuyến biển của mình á được đúng nhiều rồi. Cá nhiều tôm, sau đó mình khấn lễ thì được cầu. Còn... làm ăn rồi. Dạ. Với thứ hai nữa là anh cũng từng biết là ông tà rất là linh thiêng trong việc mà tìm kiếm những cái đồ của bà con cô bác đúng mà rồi. Mắc lại đây xin để cầu kiếm được là được phải không? Dạ dạ. Anh nói cưng nói chính xác mà anh nói cục hết trơn rồi trời. Có nhiều người dân trong xóm người ta mắc đồ mắc vàng rồi đó, ta giái à. Giái xong tìm thấy lại trả lại ổng à. Mà giái là tìm thấy à? Giái là tìm thấy liền, mắc đồ là tìm thấy. Quá lên. Cũng chia sẻ lại mọi người được rõ là từ thường á, ông tà tức là viên đá, nhưng lần đầu tiên duy nhất mà cảm nhận được là ông tà được hình thành từ ụ mối. Ụ mối. Dạ. Và hiện giờ thì theo tụi mình cảm nhận rằng là ụ mối này tiếp tục to hơn nữa, cho nên là tạo ra những vết nứt ở phần mắt, chân mày và phần sống mũi. Có khả năng là sắp tới sẽ phải trùng tu lại á. Mỗi năm trùng tu một lần. Mỗi năm tức là bị mỗi nứt ngày lễ của ông. Mỗi ngày lễ. Là cái này mình phải đắp lại, mình sơn lại. À. Thuyền gì lúc nào cũng thấy mới ha. À, còn mới mà. Nhưng mà nằm ngay cạnh cái con lỗ này và bụi ống thì rất là nhiều luôn. Em mới lâu lên một xíu mà bây giờ vẫn bám bụi lại rồi nè. Như ông tà này ngữ ở đây á, thì như em nhà cái bên này hay là có bà con cô bác nào là ông Từ hay bà Từ tại lại đây để chăm coi thường xuyên không em? Có, bà cô Hai bà lại chăm coi rồi. À, bà cô Hai. Tức là lo quét dọn. Chứ lại dân làng ở đây thấy giờ quét. Cực kỳ hay ha. Hay. Và linh. Mà ngầm cưng đặc biệt cưng thấy là nằm ngay cái con lỗ này nè. Là cái con lỗ ở bên đây. Mà là cái hướng xe chạy á. Thì cái hướng xe chạy nhìn thấy rất là rõ vô. Lúc đầu hai anh nó chạy tới á. Là cái cảm giác nhìn vô đây cũng giật mình. Không biết là phải ngôi miếu ông tà không. Mà sao thấy tự nhiên lộ lên thì chỉ có một cái đầu thôi. Nó rất là ngộ và thấy hình dáng cũng hơi sợ sợ phải không? Ông tà có cái râu quai nón, râu kẽm nè. Râu mai nón nữa. Giống anh này luôn nè. Rồi chắc hôm nay được dịp trước hết cảm ơn anh nha. Rồi. Dành thời gian chia sẻ với tụi em để hiểu rõ hơn. Cái thứ hai nữa là quý cô bác anh chị nào mà có dịp đi ngang qua khu vực này là ấp nào ta? Tổ 7 ấp Hồ Quéo, xã Thổ Sơn. Tổ 7 ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.